Vâng, xin chào mừng toàn thể các cô bác anh chị chúng ta cùng đến với chương trình đào tạo vì sức khỏe cộng đồng của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Hoài Nam đến với chúng ta trong một chủ đề rất là quan trọng. Và Hoài Nam quan sát thì thấy trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều người chúng ta đã bỏ qua cái thói quen này. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình không cần ăn sáng, mình không đói nên mình không cần ăn sáng. Vậy cho phép Hoài Nam được hỏi là bao nhiêu trong số của cô anh chị ở đây ạ? Chúng ta đang có cái thói quen là mình đói thì mình mới ăn, và đặc biệt là bữa sáng nhiều khi là mình bỏ bữa sáng ạ. Có ai trong số chúng ta đang bỏ bữa sáng hàng ngày không ạ? Có ai trong số các cô bác anh chị ở đây chúng ta đang có thói quen là bỏ bữa sáng hàng ngày không ạ? Vẫn có những người thói quen là bỏ bữa sáng hàng ngày. Vậy thì ngày hôm nay đặc biệt ở đây Hoài Nam biết rằng có một số các anh chị chúng ta đang làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và tất cả chúng ta ở đây Hoài Nam quan sát thấy thì rất là nhiều các chị em phụ nữ, đúng không ạ? Và bản thân khi là các chị em phụ nữ ở đây thì cái gia đình chúng ta nó khỏe, họ khỏe hay không ạ, là phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, bởi vì người phụ nữ luôn là người mà chịu trách nhiệm về nấu nướng trong gia đình, đúng không ạ? Và nếu như ngày hôm nay mà chúng ta lại không ăn sáng thì tức là chồng mình, con mình cũng không ăn sáng, phải không ạ? Vậy thì nghĩa là cả gia đình mình đều có thói quen không ăn sáng mà hàng ngày. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta duy trì liên tục cái thói quen là bỏ bữa sáng như vậy? Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào? Thì đó sẽ là chủ đề mà Hoài Nam muốn chia sẻ với các bạn anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Một chủ đề mà Hoài Nam nghĩ rằng nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái cục diện về sức khỏe của ta. Và chúng ta sẽ hiểu được cái lý do tại sao chúng ta tưởng như là chẳng đói gì, cần không đói thì mình cần gì phải ăn. Nhưng mà khi chúng ta chỉ là cái thói quen không ăn sáng thôi, nó có thể dẫn đến những cái tình trạng nghiêm trọng đối với sức khỏe của chúng ta như thế nào. Và cho phép Hoài Nam được hỏi là bao nhiêu trong số các cô bác anh chị ở trong phòng Zoom này đã biết Hoài Nam ạ? Nếu mà đã biết đến Hoài Nam thì xin hãy comment giúp Hoài Nam là số 3. Còn nếu mà chưa biết thì hãy comment giúp Hoài Nam số 8 ạ. Đã biết đến Hoài Nam thì hãy comment số 3. Và nếu mà chưa biết đến Hoài Nam thì vui lòng hãy comment cho Hoài Nam số 8 ạ, để Hoài Nam có cơ hội để được giới thiệu bản thân mình ạ. Rất tuyệt vời, rất nhiều người trong phòng Zoom này đã biết đến Hoài Nam ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Hoài Nam thấy rằng hầu như trong phòng Zoom chúng ta đã biết đến Hoài Nam, bởi vì trong thời gian gần đây Hoài Nam cũng đứng lớp chia sẻ khá là nhiều về những cái buổi đào tạo về chia sẻ về kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Chính vậy nên Hoài Nam xin phép là hôm nay sẽ bỏ qua phần giới thiệu về bản thân mình mà chúng ta sẽ đi thẳng vào cái nội dung đào tạo của ngày hôm nay, được không ạ? Và đặc biệt là nếu như mà lúc nào đó mà cô bác anh chị thấy Hoài Nam nói hơi nhanh ấy, thì vui lòng hãy comment số hãy nói giúp Hoài Nam nói hơi nhanh để Hoài Nam có thể giảm cái tốc độ của mình xuống, được không ạ? Và Hoài Nam mong muốn là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trang bị cho mình một cái kiến thức, và chúng ta có thể hiểu được cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải ăn sáng, và bữa sáng nó còn quan trọng hơn các bữa khác trong ngày. Và người ta có câu nói rằng bữa sáng thì ăn như vua, bữa trưa thì ăn như hoàng tử, và bữa tối thì ăn như kẻ ăn mày. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì bữa sáng là cái thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Bởi vì buổi sáng là cái lúc nó bắt đầu ngày mới, và chúng ta muốn có cái năng lượng dồi dào thì chúng ta sẽ cần phải có năng lượng để duy trì cái hoạt động của mình trong ngày. Đồng thời nữa thì theo cái nghiên cứu thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng cái khi mà chúng ta ăn uống vào thì khoảng 4 tiếng sau thì toàn bộ cái thức ăn ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ được gọi là tiêu hóa hết, đúng không ạ? Vậy thì thường chúng ta sẽ có thói quen là ăn lúc 6 giờ chiều, đúng không ạ? Ăn 6 giờ chiều, sau đến 6 giờ sáng hôm sau thì nó đã là 12 tiếng rồi. Sau đó tiếp tục đến, nếu mà chúng ta nhịn ăn sáng đến tận 11 giờ trưa, 12 giờ trưa chúng ta mới ăn thì đó nhiều khi chúng ta mất từ 15 đến 17 tiếng chúng ta bắt đầu mới ăn. Và như vậy là bao tiếng rồi ạ? 44 16, tức là 4 gấp 4 lần cái thời gian tiêu hóa của thức ăn chúng ta. Và đó là lý do vì sao ạ, mà chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng từ cái việc mà chúng ta chỉ đơn giản là mình nghĩ là mình không đói, bữa sáng không quan trọng nên mình không ăn. Và hầu như chúng ta đang có thói quen là ăn rất nhiều vào bữa tối ạ. Bao nhiêu trong số các cô bác anh chị, hiện tại thì có 37 thành viên trong phòng Zoom, cho phép Hà Nam được hỏi là bao nhiêu trong số các cô bác anh chị chúng ta đang xem bữa tối là bữa quan trọng nhất trong ngày, và thường chúng ta nấu ăn rất là cầu kỳ và ăn rất nhiều bữa tối, thì hãy comment là tôi ạ. Ai là người chúng ta đang trong gia đình mình đang có thói quen là ăn uống nhiều vào trong bữa tối ạ, thì hãy comment là tôi ạ. Chúng ta hãy comment là tôi nếu như gia đình mình đang có thói quen là ăn uống nhiều vào bữa tối và ăn ít vào bữa sáng ạ. Cũng có những người đang ăn uống như vậy. Và Hoài Nam cũng quan sát tiếp thì Hoài Nam thấy rằng cái văn hóa của Việt Nam mình, bởi vì buổi sáng mình có ít thời gian, bởi vì mọi người phải đi làm, nên là lúc nào cũng vậy, chúng ta rất là cập dập, và sau đó chúng ta ăn qua loa, ăn cho gọi là thôi. Thậm chí chúng ta chỉ là uống một ly sữa thôi, hay là ăn một cái bánh ngọt thôi, và sau đó thì chúng ta đi làm. Đó là lý do vì sao rất nhiều người càng ngày những cái tình trạng về hệ tiêu hóa của chúng ta này, hay là những cái tình trạng những cái bệnh mãn tính như tiểu đường ấy, nó càng lúc càng nhiều hơn và càng lúc nó càng trẻ hóa, bởi vì cái thói quen ăn uống này của chúng ta đấy ạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là lý do tại sao những cái thói quen ăn uống này nó lại tác động trực tiếp sức khỏe của chúng ta, và nó thậm chí là gây ra những cái tình trạng bệnh mãn tính mà chúng ta không biết lý do vì sao, đúng không ạ?
Vậy thì cái yếu tố đầu tiên ạ, với những người mà chúng ta đang có thói quen là bỏ bữa sáng, thì cái nguy cơ đầu tiên, nguy cơ số 1 có thể dẫn đến đó là cái tình trạng chúng ta sẽ bị mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường tiếp 2 ạ. Và chúng ta hiểu rằng ạ, cái khi mà buổi đêm ạ là cơ thể của ta đang hồi phục lại, và thường ạ, thức ăn nó sẽ được tiêu hóa trong vòng 4 tiếng đầu tiên. Và khi mà cái mỗi người chúng ta khi chúng ta phát triển như vậy thì nó luôn luôn có hai cái loại hormone được sinh ra khi mà chúng ta trong quá trình phát triển của mình. Đầu tiên ạ là hormone của các loại hormone mà giúp chúng ta tăng trưởng và sinh trưởng mỗi ngày, và sau đó là các loại hormone ở tuyến thượng thận ạ. Thì thường ạ, những cái hormone này nó sẽ tiết bắt đầu tiết vào lúc nửa đêm, và sau đó nó đạt ngưỡng đỉnh cao ở lúc buổi sáng sớm. Và khi sáng sớm như vậy ạ, nó sẽ tiết ra cái hormone để cho chúng ta tràn đầy năng lượng một ngày. Và khi mà cái hormone của ta nó tiết nhiều ra thì nó đồng thời với việc mà insulin nó cũng được tiết nhiều ra. Và khi mà lượng insulin ạ nó được tiết nhiều ra như vậy thì insulin ạ có vai trò đó là điều hòa cái lượng đường huyết ở trong máu của chúng ta. Insulin nó được tiết ra nó đóng vai trò là để điều hòa cái lượng đường huyết trong máu của chúng ta. Nhưng mà khi đó thức ăn ở trong cơ thể chúng ta không có và chúng ta cơ thể chúng ta đã hết dinh dưỡng rồi, đúng không ạ? Và chúng ta không ăn ạ thì trong máu của chúng ta nó đã bị thiếu hụt đường. Khi mà chúng ta không ăn ạ thì trong máu chúng ta thiếu hụt đường. Và bình thường khi chúng ta ăn á, thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ chuyển một hóa một phần á, thành các loại đường glucose để hấp thụ ở máu và đi nuôi cơ thể. Nhưng mà do chúng ta không ăn sáng nên là cơ thể không có đường. Và lúc này á, thì bắt đầu cơ thể á, bắt buộc phải tự sinh ra cái lượng đường ở trong máu. Nó phải huy động các cơ quan để nó sinh ra cái lượng đường ở trong máu. Và như vậy á, nó dẫn đến cái tình trạng là thiếu hụt máu và hoặc là bị thừa insulin khi mà lượng đường trong cơ thể nó không đủ, insulin tiết ra để nó trung hòa cái lượng đường trong máu. Nhưng mà nó không có đường để nó trung hòa, thế là nó bị thừa insulin, và cứ lúc thì thiếu lúc thì thừa như vậy nó dẫn tình trạng đó là bệnh tiểu đường, đúng không? Và nó dẫn đến cái tình trạng là kháng insulin thì nó dẫn đến tình trạng tiểu đường, và đó là nguyên nhân số 1 đó, dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị mắc bệnh tiểu đường. Và đặc biệt là những cái thói quen mà ăn uống không lành mạnh thì nó khiến cho, đặc biệt là ăn mà uống mà không đúng giờ ấy, thì nó khiến cho cái lượng insulin trong cơ thể của ta nó cứ lúc nào cũng vậy, nó ở trong cái trạng thái là bị động, đúng không? Lúc cơ thể tăng đùng hít tăng vọt lên, đặc biệt khi đến buổi trưa, đúng không ạ? Lúc đấy mà chúng ta ăn nhiều và đặc biệt là ăn vào Việt Nam ta hay có thói quen ăn nhiều cơm. Và khi nó ăn nhiều cơm, ăn nhiều chất bột đường như vậy, nó bắt đầu tăng cái lượng đường trong máu nó tăng vọt lên. Và lúc này insulin lại phải tiếp tục tiết ra. Trong lúc trước nó đang bị thừa, xong đến lúc này nó bị thiếu, xong lại bị thiếu. Và cứ như vậy lúc thừa lúc thiếu nó dẫn đến cái tình trạng là kháng insulin và nó dẫn đến tình trạng bệnh tiểu đường là vì vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta biết rằng là cái nguyên nhân của bệnh tiểu đường nó đến một phần chỉ đơn giản là do cái thói quen mình không ăn sáng thôi. Và đặc biệt là cái thói quen nữa, có hai thói quen ảnh hưởng đến cái bệnh tiểu đường của ta. Thứ nhất đó là thói quen không ăn sáng, và thứ hai là thói quen ăn uống không đúng giờ. Mình ăn uống vô tội vạ, lúc thì mình ăn, lúc thì mình không ăn. Đấy, có khi mình ăn lúc 12 trưa, có khi tận 3 giờ chiều mình mới ăn ăn trưa, đúng không? Hoặc là 7 giờ sáng mình ăn trưa, xong đến 3 giờ chiều, 7 giờ sáng mình ăn sáng, đến 3 giờ chiều mình mới ăn trưa. Đây là một trong những cái thói quen mà dẫn lên đây trong một tương lai gần thôi ạ, chúng ta sẽ có thể bị mắc cái bệnh tiểu đường, nên bạn lưu ý cái điều đó. Vậy thì yếu tố tiếp theo á là nó có thể dẫn đến cái tình trạng một cái nguy cơ rất là cao, đó là cái nguy cơ mà mất cân bằng về dinh dưỡng, và đặc biệt là nó giảm cái tình trạng, nó giảm cái sức đề kháng của chúng ta. Lý do vì sao như vậy ạ? Chúng ta biết rằng cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó sẽ tiêu hóa thức ăn trong vòng 4 giờ, đúng không? Trong vòng 4 giờ để nó có thể tiêu hóa hết toàn bộ thức ăn ở trong cơ thể của ta khi mà chúng ta ăn ở trong các bữa ăn của mình. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà chúng ta không ăn sáng thì dẫn đến ạ nguyên cả một đêm rồi mình không có cái gì ăn trong bụng. Đấy. Ví dụ mình ăn lúc 6 giờ thì đến tầm 10 giờ ạ là dạ dày mình được nghỉ rồi. 10 giờ là hết thức ăn rồi. Lúc này bắt đầu dạ dày mình được nghỉ. Và khi nó được nghỉ như vậy ạ thì bắt đầu đến sáng nó cần phải nạp vào để ăn. Nhưng mà đến sáng mình cũng không ăn. Và dạ dày mặc dù nó như vậy nhưng mà nó vẫn liên tục nó tiết dịch vị ra để nó tiêu hóa thức ăn, đúng không? Nhưng mà khi nó tiết nhiều như vậy ạ, mình lại không có cái gì để co bóp cả. Hoặc lúc mà chúng ta đói ạ thì nó co bóp trong cái tình trạng là không có gì được co bóp, dịch vị tiết ra, đúng không? Nhưng mà cái lúc mà chúng ta lại ăn quá no vì buổi sáng mình đói nên là buổi trưa mình ăn thật nhiều vào, ăn bù bữa đấy, hoặc là buổi tối mình ăn thật nhiều vào ăn để bù bữa. Như vậy ạ thì bắt đầu lúc thì không có gì để bóp cả đấy, thì bắt đầu cái cơ dạ dày của ta nó bắt đầu bóp yếu hơn. Xong đến lúc quá nhiều thì nó bị làm việc quá mạnh, đúng không? Phải làm việc căng thẳng lên, lúc thì cường độ quá cao, lúc thì lại không có việc gì để làm đấy, lúc thì căng lúc thì yếu đấy, nó dẫn đến cái tình trạng dạ dày của ta lâu ngày nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng bệnh liên quan đến dạ dày, đúng không? Và đặc biệt là khi mà cái bữa sáng như vậy chúng ta không ăn uống thì cái cơ thể của ta nó không có đủ dinh dưỡng, và cái buổi sáng là cái lúc mà cái năng lượng đỉnh cao trong ngày, và buổi sáng là lúc bắt đầu một ngày mới thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều, chúng ta có năng lượng để hoạt động những công việc vào trong ngày. Nhưng mà do là không có đủ dinh dưỡng, dù là vì chúng ta không ăn sáng nên chúng ta không có đủ dinh dưỡng, thì nó dẫn đến một cái tình trạng đó là các cơ quan cơ thể của ta nó bị thiếu hụt dinh dưỡng thì nó mệt mỏi, dẫn đến cái tình trạng là cơ thể uể oải mệt mỏi thiếu năng lượng,
Và cái dinh dưỡng, cái bữa ăn của bạn nó mang lại cho chúng ta năng lượng, nó mang lại dinh dưỡng để đi nuôi tế bào. Nhưng mà chúng ta không ăn thì không có năng lượng, không có dinh dưỡng thì cơ thể mệt mỏi và lâu ngày dẫn đến là họ cái gan đó phải cơ thể nó phải bắt buộc phải rút cái năng lượng được dự trữ ở gan để mà đi nuôi dưỡng các tế bào. Và khi mà gan liên tục bị rút hết cái năng lượng của nó, bị rút hết cái những cái năng lượng dự trữ trong gan ấy, thì nó dẫn đến cái tình trạng là gan làm việc quá tải và nó dẫn đến những cái tình trạng bệnh về gan, rồi về bệnh về hệ tiêu hóa và cái sức đề kháng nó kém lên. Và những người mà chúng ta bắt đầu thấy những cái xuất hiện, ví dụ như da tiếp chúng ta bắt đầu có vấn đề về gan, thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện nhiều trên da của ta, ví dụ cơ thể không đào thải độc tố thì nó sẽ dẫn đến đẩy qua da hạn, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta mụn nổi mụn nhiều đấy cũng là cái dấu hiệu mà gan chúng ta đang kêu cứu, đúng không ạ? Và khi đó chúng ta sẽ thấy rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó đơn giản đó là do thói quen mình bỏ bữa sáng và nó khiến cho cơ thể chúng ta bắt đầu nó bị suy kiệt dinh dưỡng, đúng không? Và tế bào cứ liên tục giống như mình ạ, mình cứ liên tục bị đói thì chúng ta bị suy dinh dưỡng và chúng ta bị mệt, và trong khi mình lại vẫn phải làm việc với cường độ cao, mình vẫn phải đi làm bình thường nhưng mà mình lại không có dinh dưỡng. Hoặc là một số người chúng ta ăn sáng nhưng mà ăn sáng là gì ạ? Ăn sáng là mì tôm nó không có bất kỳ một loại dinh dưỡng nào ở trong đó cả. Mì tôm nó được gọi là một loại calo rỗng, tức là nó chỉ có calo thôi mà nó không có dinh dưỡng cho tế bào. Nên khi chúng ta có duy trì cái thói quen ăn uống mà ăn đặc biệt là chỉ ăn mì tôm thôi ạ, nó khiến cho cơ thể thiếu dinh dưỡng, nó chỉ có calo thôi. Mà calo thì đôi khi nó khiến cho tình trạng nó béo phì khi mà chúng ta vận động không nhiều mà chúng ta lại ăn uống ăn nhiều cái đồ calo vào và chúng ta không vận động nhiều thì nó dẫn đến tình trạng béo phì. Béo phì không phải bởi vì chúng ta nhiều dinh dưỡng ạ, béo phì bởi vì đôi khi là vì chúng ta thiếu dinh dưỡng ạ. Đấy. Đấy. Và đồng thời ạ là khi chúng ta bị như vậy nó cái cơ thể chúng ta nó bị suy kiệt và rất nhiều người chúng ta sẽ mắc được những cái tình trạng bệnh về về vấn đề về gan. Và khi hệ hệ miễn dịch của chúng ta cái hệ cái sức đề kháng của ta thấp ấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ dễ dàng mắc bệnh những cái loại bệnh khác nhau, đặc biệt là trong cái giai đoạn này khi mà Covid đang diễn ra rất là nghiêm trọng như thế. Mà nếu chúng ta không có sức đề kháng thì chúng ta sẽ không thể nào có sức để mà chống lại được bệnh tật. Bây giờ vì vậy nên lời khuyên của Hải Nam trong giai đoạn này hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, bởi vì cái tế bào nó cần dinh dưỡng, đặc biệt là đối với trẻ con, nhất là khi bố mẹ đang cho con cái của mình. Vì có khi là người già thì người ta ăn uống để người ta duy trì cái sức khỏe thôi, nhưng mà với trẻ con và đặc biệt những người đang trưởng thành, những người đang đi làm việc thì chúng ta cần năng lượng để chúng ta duy trì cái số hoạt động của mình trong ngày. Trẻ con nó cần năng lượng để nó tăng trưởng, để nó phát triển, nhưng mà nếu không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nó sẽ bị suy yếu còi cọc và dẫn đến là sức đề kháng kém thì sẽ rất dễ mắc các bệnh. Mà đôi khi chỉ là hắt hơi sổ mũi người ta chưa mắc mình đã mắc rồi, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những người vẫn ở trong vùng dịch nhưng tại sao có những người dễ dàng phải mắc bệnh nhưng tại sao vẫn có những người không làm sao cả? Đó là bởi vì nó liên quan rất là nhiều đến cái sức đề kháng của chúng ta. Khi chúng ta có sức đề kháng khỏe thì cơ thể chúng ta có thể tự đề kháng lại bệnh tật, bởi vì cơ thể chúng ta vốn nó có khả năng tự chữa lành. Nhưng mà nếu chúng ta không có sức đề kháng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hễ mà có bệnh thì người ta chưa mắc mình đã mắc rồi. Hãy lưu ý điều đó giúp Hải Nam. Một cái vấn đề tiếp theo đó là cái tình trạng đau dạ dày và đặc biệt là các loại mà sỏi sỏi ở kết ở ở cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Lý do tại sao như vậy? Lý do tại sao hệ tiêu hóa của chúng ta nó có thể có sỏi ạ? Ở ngoài Nam xin phép được trình bày rõ hơn về cái lý do này. Thứ nhất là với 15 đến 17 giờ mà cơ thể chúng ta không có gì để tiêu hóa, dạ dày chúng ta không có gì để co bóp thì các cơ quan trong cơ thể chúng ta nó vẫn liên tục tiết cái dịch vị ra để tiêu hóa thức ăn. Thì nó khi mà dẫn đến như vậy nó vẫn tiết cái dịch vị ra thì nó khiến cho cái tình trạng nó là viêm loét dạ dày diễn ra. Rất nhiều người chúng ta không biết tại sao mà mình lại bị viêm loét dạ dày mà dọc dù mà mình vẫn ăn uống, đúng không? Nhưng mà chỉ có một cái đó là mình không ăn uống buổi sáng thôi. Thì khi mà dạ dày nó vẫn cứ liên tục tiết ra, nó vẫn liên tục co bóp như vậy nhưng mà nó không có gì để co bóp cả, thì bắt đầu cái dịch vị đó nó làm dẫn đến cái tình trạng là viêm loét dạ dày của chúng ta, đúng không nào? Đồng thời ạ, cái ruột rỗng thì cái nhu động ruột vì nó bình thường ạ, nó phải co bóp để nó nhào trộn thức ăn, nó bóp để co bóp thức ăn, nhưng mà khi mà ruột trong cái tình trạng rỗng ạ thì nó dẫn đến là cái nhu động ruột giảm. Khi mà cái nhu động ruột nó giảm ạ thì bắt đầu nó không có bóp để nó đẩy được những cái thức ăn, những cái cặn bã mà nó bám ở trên những cái vết cái rãnh ở những cái thành mạch của dạ dày, nó không có thức ăn nó không được đẩy hết ra ngoài thì lâu ngày nó lắng cặn lại, nó tạo thành sỏi ở trong cái dạ dày của ta. Với đường ruột của ta cũng vậy, khi mà nó không có nhu động co bóp để mà đẩy ra ngoài thì nó bắt đầu lắng cặn ở ruột và nó tạo thành sỏi ruột, sỏi ở trong cái đường ruột của chúng ta, đúng không? Và nó dẫn đến rất là nhiều cái tình trạng nghiêm trọng với sức khỏe của ta, đúng không? Sỏi dạ dày, sỏi đường ruột, và thậm chí là cái do mà chúng ta không đẩy được hết thức ăn ra ngoài thì nó dẫn đến cái đường ruột của ta nó giống như một cái quả bom nổ chậm, bao nhiêu những cái độc tố đó, bởi vì trong cơ thể chúng ta nó luôn liên tục diễn ra quá trình củng thối, nhiệt độ cơ thể nó là 36,5 đến 37,5, đúng không? Và khi mà
liên tục những cái thức ăn dư thừa cặn bã nó tích tụ lâu ngày trong đường ruột, nó dẫn đến cái ổ, nó tạo thành các ổ vi khuẩn, đúng không? Nó ổ vi khuẩn và bắt đầu nó hấp ngược ngược thức ăn vào, và thậm chí nó gây ra cái tình trạng viêm nhiễm là vì vậy. Nó làm cho cơ thể chúng ta nó gọi là nó ủ độc tố ở trong cơ thể, và hàng ngày mình đang đầu độc cơ thể của mình bằng những cái ổ độc tố đó, bằng những cái thức ăn dư thừa mà nó đang bắt đầu bị phân hủy và bắt đầu nó mất hết dinh dưỡng rồi, nó chỉ còn lại là những cái độc tố bắt đầu nó hấp ngược lại cơ thể ta. Đấy là cách mà chúng ta đầu độc cơ thể của mình rất là nhanh đấy ạ. Đấy gọi là quả bom nổ chậm ở trong cơ thể của mình. Và Hoài Nam đã từng cho các cô bác anh chị xem những cái thước phim ngắn á về những cái hình ảnh nội soi ở đường ruột, thì chúng ta mới thấy rằng những người mà chúng ta bị những cái bệnh về đường ruột á, chúng ta thấy rằng đặc biệt là những người đang mắc bệnh á, thì cái đường ruột họ bẩn như thế nào, thì nó một phần là do cái thói quen ăn uống của chúng ta. Khi mà cái nhu động ruột giảm, khi mà cái co bóp của dạ dày nó giảm đi á, thì nó không đẩy được hết cái thức ăn ra bên ngoài, không được đẩy được hết cặn bã ra ngoài, thì nó sẽ tích tụ lại, nó tạo thành độc tố và nó giết chết chúng ta từng ngày một, và nó tích tụ độc tố ngược vào trong cơ thể. Đó, đấy là một cái yếu tố vô cùng nguy hiểm dẫn đến cơ thể chúng ta bị nhiễm độc và bị viêm nhiễm là vì thế. Và một cái nguy cơ tiếp theo đó, nó có thể dẫn đến cái tình trạng sức khỏe của ta, đó là tình trạng béo phì. Rất nhiều người nghĩ rằng mình muốn giảm cân thế là mình bỏ bữa ăn sáng. Có ai nghĩ rằng mình để mình giảm cân á, thì mình sẽ bỏ bữa sáng không ạ? Có ai trong số chúng ta đang có cái tư duy á, là khi mà mình muốn giảm cân á, mình sẽ bỏ bữa sáng. Đấy. Và lời khuyên của Hà Nam, nếu mà mình muốn giảm cân á, thì hãy bỏ bữa tối đi. Chúng ta có thể bỏ bữa tối, bởi vì cái bữa tối á, khi hoặc là bữa tối á, như Hoài Nam ăn á, thì thường bữa tối Hoài Nam chỉ ăn nhẹ thôi. Bữa tối Hoài Nam sẽ không ăn đạm đâu, Hoài Nam không ăn thịt cá nhiều bữa tối. Hoài Nam ưu tiên là ăn những cái thức ăn nhẹ thôi, Hoài Nam ăn salad hoặc là ăn rau luộc hoặc là ăn rau thôi. Thì cái dạ dày của mình bữa tối á, nó cần ban đêm á, là cái lúc mà dạ dày chúng ta nó cần được nghỉ ngơi để nó phục hồi sau một ngày làm việc, đúng không? Và các cơ quan khác trong cơ thể chúng ta nó cũng cần được nghỉ ngơi. Ấy, nhưng mà khi mà mình làm việc vẫn cứ là bắt nó phải làm việc ạ, thì nó sẽ không được nghỉ ngơi, mà nó không được nghỉ ngơi ạ, thì nó bệnh, nó mệt, nó bệnh, đúng không? Đấy, khi nó cứ phải liên tục làm việc với cường độ cao như vậy thì nó mệt, nó bệnh. Nên là thường là bữa tối hàng năm không ăn nhiều, và đặc biệt là chúng ta nên ăn ạ, nên ăn tối trước lúc 6 giờ. Trước 6 giờ như vậy thì đến 10 giờ đêm ạ, là cái ruột của chúng ta nó sạch sẽ rồi. Lúc này chúng ta có thể có một cái giấc ngủ ngon rồi, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy lưu ý ạ, là nếu như chúng ta muốn giảm cân ạ, thì đừng bao giờ chọn phương pháp giảm cân bằng việc nhịn ăn sáng. Bởi vì khi nhịn ăn sáng như vậy ạ, thì nó kéo theo cái tình trạng ạ, là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nó vẫn có, cơ thể nó sẽ đòi ăn, nó sẽ ăn bù ấy, phản lại tự nhiên ạ, là chúng ta sẽ nhịn ăn sáng thì mình sẽ ăn bù vào bữa trưa, ăn bù vào bữa tối, và đây là một cái thói quen ăn uống cực kỳ không lành mạnh. Và khi như vậy ạ, nó mà bữa trưa và bữa tối ạ, thường chúng ta hoạt động nhiều bữa sáng, đến bữa trưa thì giảm dần, đúng không ạ? Cái bữa đến buổi chiều ạ, thì chúng ta cái việc của chúng ta hoạt động nhiều nó được giảm dần, và đặc biệt bữa tối ạ, chúng ta đâu có làm gì đâu, đúng không? Chúng ta không có làm gì nhiều, chúng ta thường là chúng ta nghỉ ngơi thôi. Mà khi nghỉ ngơi như vậy ạ, mà chúng ta lại có quá nhiều năng lượng, có quá nhiều dinh dưỡng, đặc biệt ạ, là chúng ta ăn hay đang bị cái thói quen là ăn thừa cái chất bột đường, đúng không? Ăn thừa cái chất bột đường thì nó dẫn đến là cái lượng calo nó tích tụ nó nhiều hơn, mà khi mà cơ thể không vận động thì calo nó không được đốt cháy đi, và chúng ta bắt đầu tích mỡ ở dưới da, tích mỡ ở trong cơ thể, và đấy là dẫn đến tình trạng béo phì. Nên là cô bác anh chị nhớ là cái thói quen ăn uống lành mạnh nhất và tốt nhất đó là hãy ăn sáng, và tốt nhất là ăn sáng vào khoảng khung giờ từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Đây là khung giờ mà cái đường ruột của chúng ta nó hấp thụ dinh dưỡng được tốt nhất. Và đặc biệt một cái thói quen nữa là hãy học một thói quen là đi vệ sinh vào buổi sáng, bởi vì sau một đêm như vậy thì cơ thể nó đã hấp thụ hết cái thức ăn của hôm trước rồi, thì đến buổi sáng ngày hôm sau sẽ tốt nhất nếu chúng ta duy trì được cái thói quen và rèn luyện cho mình một thói quen là đi vệ sinh vào từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Thì đây là cái khung giờ mà đại tràng đào thải độc tố đào thải ra bên ngoài, nên chúng ta đi vệ sinh vào cái lúc này được là rất là tốt, và chúng ta giữ lại ở trong cơ thể mình càng lâu thì bắt đầu nó diễn ra quá trình ủ thối, và ủ thối bắt đầu nó hấp ngược vào trong cơ thể. Và đó là lý do vì sao mà những cái người bị táo bón ạ, khi mà họ bị táo bón tức là lâu một vài ngày, thậm chí có những người bị hàng tuần rồi hoặc 3 4 ngày rồi họ mới đi vệ sinh được, thì cái phân ở trong cơ thể của họ nó liên tục ủ thối, liên tục ủ thối, và rồi nó hấp ngược lại, hấp ngược độc tố vào cơ thể, nên nó dẫn đến rất là nhiều, đặc biệt là tình trạng là nhìn thấy là bị trĩ, đúng không? Nhưng mà cái sâu xa hơn, cái nặng hơn đó là chúng ta bị những cái bệnh nghiêm trọng ví dụ ung thư, nó đều đến từ cái việc mà cơ thể chúng ta hàng ngày chúng ta tích tụ độc tố ngược vào trong cơ thể của mình. Nên là hãy nhớ, hay chúng ta hãy duy trì cái thói quen là ăn buổi tối thì ăn ít thôi, ăn chúng ta có thể ăn ăn nhiều ăn rau thôi, ăn những cái thức ăn nó nhẹ thôi, để có dạ dày chúng ta nó có thể co bóp, nó làm nó được nghỉ ngơi đấy. Càng ngày nó làm việc vất vả rồi, nhưng mà đến đêm chúng ta vẫn bắt nó làm việc cùng như trâu thì chúng ta không thể nào nghỉ ngơi được, đúng không? Và các cơ quan cơ thể chúng ta thì ban ngày nó làm việc thì ban đêm nó phải nghỉ đấy, và nó để nó đào thải độc tố thì sau đó ban ngày nó mới lại làm việc. Giống như chúng ta ban ngày đi làm
thì chúng ta phải có đêm để ngủ, nghỉ ngơi đúng không ạ? Nghỉ ngơi lại lấy lại sức lực thì ngày mai chúng ta mới đi làm được. Và các cơ quan cơ thể gan nó cũng cần được nghỉ là như thế. Nên là hãy nhớ lưu ý cho Hải Nam, nếu mình muốn khỏe thì hãy thay đổi cái thói quen như vậy. Hãy ăn ít vào buổi tối và ăn hãy tăng cường cái việc mà ăn đầy đủ dinh dưỡng vào bữa sáng. Đừng chỉ ăn qua loa, ăn cho gọi là no bụng thôi. No bụng thì cơ thể không có đủ dinh dưỡng, mà không đủ dinh dưỡng thì tế bào yếu, tế bào bệnh, đúng không nào? Đấy là nguyên nhân tiếp theo, là nếu mà chúng ta bỏ bữa sáng mà chúng ta ăn nhiều bữa tối, nó sẽ đến tình trạng béo phì, vì cái calo chúng ta hấp thụ vào nó không thể, nó không đốt cháy được calo, đúng không? Và một cái nữa đó là cái đôi khi chúng ta uống cái lon nước calo, cái lon Coca-Cola, cái đó nó rất nhiều calo nha. Nó có thể nhiều khi chúng ta tập thể dục chạy bộ hàng tiếng đồng hồ, chúng ta có thể tiêu hóa hết cái lượng calo trong một lon nước Coca-Cola. Nên đừng dại mà cho con mình uống quá nhiều. Và khi chúng ta uống nhiều các loại Coca-Cola, các loại nước ngọt của gái, nó chính là kẻ thù số 1 của sức khỏe của ta. Bởi vì nó gây ra, nó làm cho cơ thể của ta nó sang chuyển sang cái môi trường axit, nó mất cân bằng về độ pH và nó chuyển sang cái môi trường axit. Và môi trường axit là môi trường mà dễ dàng nảy sinh các loại bệnh nghiêm trọng, ví dụ như bệnh ung thư. Nên hãy nhớ bố mẹ đừng bao giờ đầu độc con mình bằng cái việc cho con uống xả láng những cái loại nước ngọt có ga, đặc biệt là nước Coca-Cola hay là nước Pepsi, những cái nước đó cực kỳ độc cho cơ thể chúng ta. Hãy nhớ điều đó giúp bạn nào. Tiếp theo đó nữa là khi mà chúng ta có cái thói quen là bỏ bữa sáng thì cơ thể chúng ta nó bắt buộc nó phải lấy cái protein để nuôi cơ thể. Đó. Nó bắt buộc phải huy động protein dự trữ trong cơ thể để đi nuôi tế bào. Và lúc này khi mà cơ thể chúng ta nó bắt đầu bị thiếu protein dự trữ thì nó dẫn đến cái tình trạng là nó lấy tế bào, lấy protein trong trong các tế bào của ta, thì lấy đầu tiên là ở trên cái bề mặt da, nó khiến cho chúng ta bị da chúng ta bị khô này, bị ráp này, đồng thời là bị mất dinh dưỡng. Và khi mà da bị mất dinh dưỡng thì chuyện gì xảy ra? Da chúng ta bắt đầu sạm, xỉn màu, bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, vết chân chim và đặc biệt là những cái nếp nhăn ở đôi mắt, những cái vùng da mà da mỏng thì chúng ta thấy rằng cái vùng trên khuôn mặt của ta, cái vùng da mỏng nhất là vùng da quanh mắt đúng không? Đó là lý do vì sao thì những cái người mà chúng ta bị thiếu protein, không đủ protein, đặc biệt là với cái thói quen là bỏ ăn sáng ấy, thì cơ thể bắt buộc phải lấy lượng protein dự trữ trong cơ thể để đi nuôi cơ thể, nên là nó khiến cho chúng ta dễ dàng bị lão hóa nhanh bằng cái việc xuất hiện của vết nhăn, các vết nhăn trên mắt này, đấy, rồi vết chân chim là càng lúc càng nhiều hơn. Thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn trẻ, muốn đẹp đúng không, muốn lão hóa chậm hoặc lão hóa ngược ấy, thì chúng ta cần phải ăn uống lành mạnh ngay từ cái thói quen ăn uống của mình, đặc biệt là vào bữa sáng. Đấy, một yếu tố tiếp theo nó có thể dẫn đến cái tình trạng nghiêm trọng đối với sức khỏe của chúng ta là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta không ăn sáng đầy đủ. Khi chúng ta không ăn sáng đầy đủ, nó khiến cho cái cơ thể của ta, bởi vì cái dinh dưỡng đúng không ạ? Cái dinh dưỡng nó khiến cho chúng ta nó có được cái năng lượng và các tế bào của ta nó đủ sức, nó đủ chất dinh dưỡng để nó duy trì cái sự hoạt động trong một ngày. Khi mà chúng ta không có đủ dinh dưỡng, khi mà chúng ta ăn các loại mà ví dụ mì tôm bữa sáng này thì nó không có dinh dưỡng, nó chỉ là calo rỗng thôi, nó chỉ giúp cho cơ thể của ta có năng lượng, nhưng mà tế bào không đủ dinh dưỡng, khi mà nó không đủ dinh dưỡng thì nó yếu, nó mệt đúng không? Giống như cơ thể của ta, chúng ta cứ lần nào chúng ta ăn ăn liên tục mà không đủ dinh dưỡng, mà chúng ta chỉ ăn gọi là ăn cơm không ấy, hoặc là ăn cái thức ăn mà không có dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ thấy chúng ta bị suy gọi là suy dinh dưỡng đúng không? Những người bị suy dinh dưỡng thì sẽ còi cọc, ốm yếu. Và cơ tế bào chúng ta cũng vậy thôi, tế bào chúng ta là một cái cơ quan thu nhỏ trong cơ thể mình, thì khi mà nó thiếu dinh dưỡng ấy, thì nó sẽ bắt đầu liên tục dẫn đến tình trạng yếu mệt và còi cọc. Và khi mà tế bào không khỏe thì đương nhiên là cơ thể chúng ta không khỏe, và khi nó không khỏe như vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng là cái hoạt động cái cơ thể chúng ta không đủ năng lượng này, không đủ dinh dưỡng này, và đặc biệt là cái não bộ của ta nó cần rất nhiều dinh dưỡng, rất nhiều năng lượng để duy trì cái hoạt động của cơ thể, bởi vì nó là phải làm việc với cường độ cao, nó phải suy nghĩ rất là nhiều, nó phải điều tiết các cơ quan trong cơ thể. Nhưng mà vì nó thiếu dinh dưỡng ạ, nó dẫn đến cái tình trạng là luôn luôn trong cái tình trạng là mệt mỏi uể oải. Ví dụ chúng ta đêm chúng ta thức, ngày chúng ta cứ ngủ gà ngủ vịt, bởi vì chúng ta ngủ không sâu giấc đúng không? Chúng ta cảm luôn luôn cảm thấy cơ thể nó không có sức sống, nó cứ uể oải mệt mỏi, người cứ như người ai ạ, chân tay nó mỏi mệt và không có muốn, không có sức lực muốn làm gì cả. Đó là bởi vì cơ thể của ta khi mà trong cái thời gian dài mà chúng ta bị thiếu dinh dưỡng như vậy thì cơ thể của ta nó bị đói dinh dưỡng, các tế bào của ta nó bị đói dinh dưỡng, nó sẽ dẫn đến tình trạng uể oải, suy kiệt như vậy, nó gọi là suy dinh dưỡng ạ, cái tình trạng là thiếu dinh dưỡng trong cái thời gian dài nó dẫn đến tình trạng như vậy. Và khi chúng ta bị như vậy thì chuyện gì xảy ra? Người ta nói rằng không bao giờ có một bộ não sinh phàm nó tồn tại ở trên một cơ thể ốm yếu bệnh tật cả. Vậy thì khi mình cứ tình trạng cái sức khỏe mình như vậy, mình suốt ngày cứ lờ đà lờ đờ như vậy thì đầu chúng ta làm sao mà làm việc tỉnh táo được?
Làm sao chúng ta có năng lượng để chúng ta sáng tạo được, đúng không? Làm sao chúng ta thông minh được khi mà lúc nào chúng ta cũng trong cái trạng thái là mệt mỏi vậy, đúng không? Đó là lý do vì sao rất nhiều người chúng ta không biết làm thế nào để chúng ta có thể có được một trí tuệ minh mẫn, đúng không? Chúng ta không biết làm thế nào để chúng ta có thể duy trì năng lượng của mình. Vậy thì cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải duy trì một thói quen là bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể mỗi một ngày. Và đặc biệt ạ, là thường ạ, những cái bữa ăn của chúng ta nó vốn không có đủ dinh dưỡng ạ. Chúng ta hay ăn bị lệch ạ. Ví dụ chúng ta hay ăn quá nhiều các loại chất bột đường nhưng mà lại ăn quá ít đạm và quá ít các loại vitamin và khoáng chất. Đấy. Hầu như Việt Nam ta là những cái ở đất nước chúng ta lớn lên và trưởng thành là đất nước nông nghiệp, đúng không? Nên là chúng ta hay đong đếm cái bữa ăn của chúng ta bằng bát cơm. Bao nhiêu trong số chúng ta chúng ta đang có thói quen á là mình đong cái bữa bữa sáng của mình ạ, hoặc là bữa cơm của mình ạ, bằng bát cơm. Ví dụ mình ăn 2 bát, mình ăn 3 bát là rất tốt. Nhưng mà chúng ta không biết rằng khi mà chúng ta ăn nhiều cơm như vậy mà chúng ta không ăn đạm này, không bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất, thì hôm trước chúng ta đã học về các loại vitamin, đúng không? Có những loại vitamin nó phải tan trong dầu, có những loại vitamin chọn tan trong nước, và một phần nữa là do thói quen chúng ta chế biến nó làm chúng ta ăn gần như ăn rơm ăn rác, không ạ? Nó không còn dinh dưỡng nữa, nó không còn vitamin ở trong các loại rau của chúng ta nữa, đúng không? Hay thực phẩm mà chúng ta để lâu, chúng ta cân nấu ngày này qua ngày khác thì nó không còn dinh dưỡng ở trong đó nữa, nhưng mà chúng ta vẫn là ăn. Nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ ăn là ăn no thôi, chỉ là đáp ứng cái nhu cầu là no cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta thôi, no cho cái dạ dày của ta thôi, mà cơ thể chúng ta nó bị mất hết đồ ăn chế biến như vậy, nó mất hết dinh dưỡng rồi, nên là chúng ta không có ăn được, đúng không? Không có còn dinh dưỡng nữa. Hay là thậm chí rất nhiều người chúng ta bỏ hoàn toàn mỡ, bỏ hoàn toàn chất béo khỏi cái bữa ăn của mình. Vậy thì một rất nhiều các loại vitamin nó phải tan trong dầu, tan trong mỡ, nhưng mà chúng ta thấy rằng mình phải giảm cân, thế mình cắt ngoéo đi tất cả các loại dầu ăn hay có hay các loại mỡ, đúng không? Và khi chúng ta cắt ngoéo đi như vậy thì không hấp thụ được vitamin, nên là hầu như chúng ta đang bị cái tình trạng là thiếu vitamin. Đấy, cơ thể bị thiếu vitamin và khoáng chất và thiếu rất là nhiều luôn. Chúng ta ăn bị mất cân bằng dinh dưỡng. Các đôi khi đường này, muối này, các loại gia vị chúng ta ăn quá nhiều, nhưng mà có loại vitamin và khoáng chất chúng ta ăn quá ít, đúng không? Hay là có loại chất xơ chúng ta ăn quá ít, nên là bị mất cân bằng về dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Và theo thời gian dài thì cơ thể chúng ta bị suy kiệt và chúng ta bị lão hóa nhanh. Đấy, cái việc mà lão hóa nhanh này chúng ta nhìn là có thể thấy được nhỉ? Có những người vẫn là ở độ tuổi 20 30 chẳng hạn, nhưng mà nhìn trông như 35 40 ạ. Nhưng có những người vẫn đang ở tuổi 30 nhưng mà lại trông trẻ như thiểu 18 20, đúng không? Như Hoài Nam, bao nhiêu số các cô bác anh chị biết Hoài Nam bây giờ năm nay là bao tuổi ạ? Thử đoán thử xem Hoài Nam năm nay bao tuổi ạ? Và thực sự nếu mà nhìn thấy Hoài Nam trước đây thì Hoài Nam già vô cùng luôn. Đấy, một số anh chị đã được xem cái buổi gala hôm trước, Hoài Nam có chia sẻ về hình ảnh trước đây của mình khi Hoài Nam không biết cách chăm sóc dinh dưỡng của mình, không có thói quen ăn uống lành mạnh, thì trông Hoài Nam già dã man luôn. Hòa già khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi bắt đầu mình biết đến về dinh dưỡng, mình bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống của mình, thì lúc đó chúng ta bắt đầu làm chậm cái quá trình lão hóa của mình lại. Và đặc biệt là chúng ta không bao giờ ăn đủ dinh dưỡng trong bữa ăn thông thường, nên chúng ta cần phải sử dụng các loại thực phẩm bổ sung, đặc biệt là các loại mà bổ sung vitamin và khoáng chất thì chúng ta bắt buộc phải bổ sung để cơ thể của mình có đủ dinh dưỡng, đúng không? Và khi chúng ta có thói quen bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất như vậy thì các tế bào chúng ta khỏe, và khi tế bào khỏe thì cơ thể chúng ta khỏe, đúng không? Nên hãy nhớ là ngoài việc ăn uống hàng ngày thì thường ngoài năm thấy là chúng ta ít khi mà dành đủ thời gian để mà chúng ta có thể chế biến đủ một bữa ăn mà đầy đủ vitamin và khoáng chất đó ạ. Thường nó sẽ không đủ, nên là chúng ta nên dùng thực phẩm bổ sung thì nó sẽ giúp chúng ta có đầy đủ dinh dưỡng. Và khi mà tế bào chúng ta đầy đủ dinh dưỡng thì nó khỏe, mà khi nó khỏe thì cơ thể chúng ta khỏe, và khi cơ thể chúng ta khỏe thì chúng ta sẽ sở hữu một trí tuệ minh mẫn, đúng không? Và chúng ta luôn luôn tràn đầy năng lượng để chúng ta làm việc không biết mệt mỏi. Và khi mà chúng ta làm việc không biết mệt mỏi thì chuyện gì xảy ra? Có phải là hiệu suất lao động của chúng ta cao hơn không ạ? Mà khi hiệu suất lao động của chúng ta cao hơn thì chuyện gì xảy ra? Tiếp tục đó là cái thu nhập của chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Và nhiều người ta thấy mình cứ luôn luôn tràn đầy năng lượng thì người ta thích làm việc với mình hơn, và thế là mình trở thành cái nam châm hút người, và chúng ta thu hút được những người thành công, những người mà muốn làm việc cùng với mình. Người ta ai cũng vậy, người ta muốn làm việc với những người mà trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống, trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chứ không bao giờ người ta muốn làm việc với một người mà lúc nào cũng ỉu xỉu. Lúc nào cũng, vâng ạ, em mệt lắm, cho em nghỉ đi. Đúng ạ, chúng ta mệt mỏi như vậy thì làm gì có tí năng lượng nào. Và nhìn thấy là chúng ta thấy mệt rồi nữa. Nên là chúng ta hãy nhớ, cái sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì kể cả chúng ta có vài tỷ trong tổng, vài chục tỷ hoặc vài trăm tỷ ở trong tài khoản cũng chả để làm gì cả. Nên cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái thói quen dinh dưỡng của mình, thói quen ăn uống của mình với bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bác sĩ tốt nhất ở trong cơ thể của mình. Và vạn bệnh thì đều đến từ miệng chúng ta. Nên là hãy duy trì một cái thói quen ăn uống lành mạnh. Tất cả những cái người giàu có, những người triệu phú, những người tỷ phú trên thế giới, người ta đều đặt cái thói quen ăn uống lành mạnh. Người ta rất là quan tâm, rất là chú tâm đến cái chất lượng cái bữa ăn của họ, cái chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn của họ. Họ không cần ăn quá nhiều, nhưng mà họ ăn chất lượng, ăn ít nhưng mà chất đầy đủ dinh dưỡng.
À, ví dụ như Hoài Nam bây giờ, Hoài Nam ăn rất là ít cơm. Thường một ngày Hoài Nam chỉ ăn cần một bữa là Hoài Nam chỉ ăn một bữa cơm thôi. À, cái thứ tự ăn uống của ta như thế này là tự ăn uống rất là chuẩn này. Hoài Nam đã được đi học các khóa học về dinh dưỡng ở Singapore và ở ở Thái Lan, thì người ta có chia sẻ về cách ăn uống mà giúp cơ thể chúng ta khỏe tốt, rất là tốt cho hệ tiêu hóa và dạ dày của ta. Đó là khi ăn là chúng ta đầu tiên là vào bữa cơm chúng ta sẽ uống một bát canh nhỏ. Đấy, uống bát canh nhỏ. Sau đó bắt đầu chúng ta ăn rau xong rồi chúng ta ăn đến đạm. Ăn đạm xong rồi chúng ta ăn đến cơm. Ừ. Nhưng mà chúng ta đang ăn kiểu gì ạ? Chúng ta ăn cơm trước đúng không? Chúng ta ăn cơm trước, sau đó chúng ta chỉ lác đác có một vài miếng thịt thôi. Đấy là lượng đạm của ta quá ít, lượng cơm của ta quá nhiều. Sau đó chúng ta thỉnh thoảng được các một miếng rau thôi. Chúng ta thường ăn rất là ít rau. Vì ăn ít rau nên là chúng ta không có cái hệ tiêu hóa của ta nó bị nó cái rau nó là chất xơ, nó giúp cho dễ dàng tiêu hóa thức ăn hơn. Nhưng mà vì mình ăn cái thói quen là mình ăn nhiều cơm cho nó no, cho nó chắc dạ. Nhưng mà chắc dạ mà không đủ dinh dưỡng thì chúng ta chỉ có năng lượng thôi, mà tế bào của ta nó không có đủ dinh dưỡng nên cơ thể của ta cũng không thể khỏe mạnh và tinh tấn được. Đó là lý do vì sao cái người khỏe nó chỉ chiếm khoảng 5 đến 10% thôi, còn đâu 70 đến 75% là những người giả khỏe. Tức là chúng ta tưởng như mình khỏe nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn dễ dàng mắc những cái bệnh nhẹ 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 đúng không? Đấy gọi là giả khỏe. Thì chỉ có 5 đến 10% những người là khỏe thực sự thôi, là nhờ cái thói quen ăn uống lành mạnh của họ mà họ khỏe thực sự. Còn hầu như chúng ta thì chúng ta đang ăn uống là sai cách. Đôi khi chúng ta ăn uống là chúng ta chỉ gọi là ăn cho no thôi, chúng ta đang chỉ tập trung vào cái việc no cái dạ dày thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cần biết rằng cái sức khỏe của ta nó quan trọng, nên chúng ta ăn phải ăn đủ chất, ăn đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất, ăn đầy đủ các loại dinh dưỡng. Nếu chúng ta không thể nào chế biến một bữa ăn mà đầy đủ dinh dưỡng thì cách nhanh nhất là chúng ta sử dụng các loại thực phẩm bổ sung. Sử dụng những loại thực phẩm bổ sung như vậy thì cơ thể của ta nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng. Và thường thì không mấy khi mà chúng ta ăn đủ dinh dưỡng bằng cái việc chế biến thức ăn hàng ngày đâu ạ. Nên là chúng ta sẽ cần bổ sung dinh dưỡng bằng những cái thực phẩm bổ sung hàng ngày cho chúng ta để chúng ta duy trì được cái sức khỏe của mình, đúng không nào? Tiếp theo đó nữa thì khi mà chúng ta có thói quen là bỏ bữa sáng, khi mà chúng ta không ăn sáng, khi chúng ta bỏ bữa sáng như vậy thì nó có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng bệnh mãn tính. Rất nhiều cái bệnh mãn tính nó từ đây sinh ra. Đầu tiên là khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới trong cái tình trạng là đói này, mệt này và thiếu dinh dưỡng thì nó dẫn đến các cơ thể của ta là bắt đầu nó huy động cái cơ huy động các tuyến địa tuyến là huy động cơ thể các tuyến cơ thể là ví dụ tuyến giáp này, tuyến cận giáp này, tuyến yên này hoạt động mạnh lên để bắt đầu tạo năng lượng cơ thể. Nó bắt buộc năng lượng nó duy trì, nó vẫn phải duy trì. Nhưng mà chúng ta không nạp vào thì nó bắt buộc phải lấy những cái nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể, bắt buộc nó phải đẩy các cơ quan khác nó hoạt động mạnh lên. Ví dụ tuyến giáp này, tuyến cận giáp là tuyến yên hoạt động mạnh lên để bổ sung đủ năng lượng cho cơ thể. Và khi nó làm việc với cường độ cao như vậy nó dẫn đến dễ cái tình trạng nó bị suy yếu, đúng không? Và gọi là bị nó bị suy kiệt năng lượng, nó bị yếu đi, đúng không? Khi mà liên tục nó phải làm việc cường độ cao, trong những lúc lại không phải làm gì, nó cứ liên tục cường độ cao và nó bị liên tục ở trong cái trạng thái là bị động như vậy. Đồng thời khi mà cái tuyến giáp này, tuyến cận giáp và tuyến yên nó tiết ra nhiều các loại năng, nó tạo ra nhiều năng lượng thì nó dẫn đến là nó hoạt động quá tải, và đặc biệt là khi nó hoạt động quá tải nó còn làm thêm, nó còn tạo thêm một thứ nữa, đó là nó tạo ra axit. Nó tạo ra axit trong cơ thể của ta và nó biến cái cơ thể của ta trở thành môi trường axit. Và chúng ta đã từng biết rằng có một nhà khoa học người Đức, ông đã chỉ ra cái công trình của ông, nghiên cứu của ông đã đạt giải Nobel y học, đó là ông phát hiện ra cái nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị mắc bệnh đó là bởi vì cái tế bào của ta bị axit. Khi mà tế bào bị axit thì cơ thể yếu bệnh, khi mà tế bào môi trường kiềm thì cơ thể chúng ta khỏe, và khi mà tế bào có đủ năng lượng thì tế bào khỏe, và khi tế bào thiếu năng lượng thì tế bào yếu. Và khi mà chúng ta ăn uống mà chúng ta bị axit như vậy thì nó là mầm mống của rất nhiều các loại bệnh khác nhau. Nó bởi vì môi trường axit nó là cái cơ hội để các tế bào mầm bệnh nó xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tế bào ung thư. Nên với những người mà chúng ta đã bị mắc bệnh nặng rồi, chúng ta đã bản thân hoặc chúng ta đều đã có những cái mầm bệnh ở trong cơ thể của mình nhỉ. Tất cả chúng ta đều đã có những cái mầm bệnh ở trong cơ thể của mình. Nó là một cái nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó giống như những cái hạt mầm á, nếu giống như cái hạt giống chúng ta thường cái hạt giống của chúng ta mà chúng ta bảo quản nó, chúng ta để trong cái lọ chúng ta đậy kín vào, đúng không? Chúng ta hoặc là chúng ta bảo quản nó để đến mùa sau chúng ta dùng thì chúng ta phải đậy kín nó lại, thì không có điều kiện, không có oxy, không có độ ẩm thì nó sẽ không nảy mầm. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu thả nó vào những cái chỗ ẩm để nó cho nó nảy mầm thì lập tức những cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm, đúng không? Thì các mầm bệnh ở trong cơ thể của ta cũng vậy. Khi bình thường nó sẽ không có, nó sẽ ngon lành. Đấy, khi có cơ thể chúng ta môi trường kiềm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nó giống như cái hạt mầm nó bị đậy ở trong lọ kín rồi, nó không có cơ hội để nó nảy mầm. Nhưng mà khi cơ thể của ta bắt đầu môi trường axit như vậy thì đó là nó đang tạo cơ hội cho những cái mầm bệnh nó sinh sôi nảy nở và phát triển. Và thường ta mắc bệnh ung thư nó không phải là bùng phát chúng ta bị luôn đâu, mà nó là cả một quá trình tích lũy lâu dài. Và tế bào của ta khi mà chúng ta bị axit như vậy
thì nó tạo ra rất nhiều các gốc tự do, nó tấn công vào mảng tế bào, mà nó tấn công vào mảng tế bào nó làm tổn thương các ADN, nó tạo ra các tình trạng đột biến về gen. Tạo ra cái tình trạng đột biến gen như vậy thì nó bắt đầu dẫn đến là những cái đột biến như vậy nó tạo ra những cái loại bệnh khác nhau do bị tổn thương như vậy. Và đồng thời khi mà môi trường axit như vậy nó làm cái mạch máu của ta nó mất đi điện tích, và khi nó mất đi điện tích nó bắt đầu co cụm lại với nhau, nó co cụm lại với nhau, nó tạo thành các cục máu đông. Các cục máu đông mà nó bắt đầu di chuyển ở trong thành mạch lại là những người mà chúng ta ăn uống không lành mạnh, chúng ta bắt đầu bị máu nhân mỡ đúng không? Bị xơ vữa động mạch thì lập tức khi mà cái cục máu đông nó di chuyển ở trong thành mạch, nó bị đến một cái chỗ nào đấy, nó bị tắc nghẽn ở đấy thì lập tức nó sẽ dẫn đến tình trạng bệnh, đúng không? Ví dụ như là có những cái người mà chúng ta bị tình trạng đột quỵ là do là máu không được lưu thông lên não, thì nó dẫn đến tình trạng đột quỵ. Và khi mà máu không được lưu thông thì nó rất là dẫn đến rất là nhiều các tình trạng bệnh khác nhau. Ví dụ chúng ta chỉ cần làm một cái thí nghiệm thôi, là chúng ta lấy cái dây chun đó, chúng ta thắt chặt cái ngón tay của mình lại, một lúc sau lập tức chúng ta thấy cái ngón tay của ta nó tím dại đi, là bởi vì nó đang bị thiếu máu, nó bắt đầu thiếu máu, thiếu dinh dưỡng thì bắt đầu nó bị hoại tử, đúng không ạ? Nếu mà để lâu nó sẽ dẫn đến tình trạng hoại tử. Nhưng chúng ta thấy rằng khi mà chỗ nào đó nó thiếu máu lập tức nguy hiểm đến sức khỏe của chỗ đó, các cơ quan là bị thiếu máu lập tức sẽ bị nguy hiểm đến sức khỏe của đó. Và khi mà liên tục mà máu bị tắc, nó không di chuyển được thì cái tim của chúng ta nó phải co bóp mạnh lên, đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên. Đấy, nó phải làm việc thực cần lực lên để nó đẩy máu đi, bởi vì nó vẫn bơm máu và nó phải đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên. Và tim liên tục có tình trạng làm việc quá tải như vậy thì dẫn đến chuyện gì ạ? À? Bắt đầu suy tim diễn ra, đúng không? Suy tim diễn ra và có lại bệnh nghiêm trọng về tim nó diễn ra. Và khi mà tim yếu thì chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Cái trở lại trái tim chúng ta còn đập thì chúng ta còn sống, nhưng mà khi chúng ta bị suy tim thì chúng ta sẽ khó mà sống khỏe được. Và khi chúng ta bị suy tim rồi thì máu nó không có được lưu thông, thì các cơ quan trong cơ thể nó không đủ dinh dưỡng thì dẫn đến tình trạng bệnh bệnh tật, đúng không? Và rất nhiều cái bệnh mãn tính nó sinh ra từ cái thói quen này. Đơn giản là lười ăn sáng, đơn giản là mình nghĩ bữa sáng là bữa phụ mà, nên là mình không cần ăn nhiều, mình sẽ ăn bù vào bữa trưa, mình sẽ ăn bù vào bữa tối. Và kết quả là chả hiểu tại sao Việt Nam chúng ta lại cứ nằm trong cái nước mà có cái tỷ lệ mắc ung thư đứng thứ hai trên thế giới. Tất cả nó đều đến từ cái thói quen ăn uống hàng ngày của chúng ta. Và hãy nhớ rằng chúng ta đang là người phụ nữ trong gia đình, và chúng ta đang là người duy trì cái sức khỏe của gia đình mình. Nên nếu như mình cái bữa sáng á, mình là người phụ nữ, mình xem thường bữa sáng đấy, mình không ăn sáng, thì lập tức cả cả nhà mình, đời con mình, đời cháu mình, đời chắt của mình nó duy trì một cái thói quen như vậy. Bởi vì mọi thứ trong cuộc đời của ta nó đến từ thói quen. Mình ở trong một gia đình mà bố mẹ mình không bao giờ có thói quen ăn sáng thì tự dưng mình cũng không ăn sáng. Sau đó mình không ăn sáng lên, bắt đầu mình huấn luyện các con mình cũng không ăn sáng. Sau đến con mình không ăn sáng lên, bắt đầu cháu mình nó cũng không ăn sáng. Và cứ thế cứ đời nọ đời đến nối tiếp đời kia có thói quen là bỏ bữa sáng. Và hai nạn gọi đây là bệnh di truyền từ căn bếp. Nó gọi là những căn nhóm bệnh di truyền từ căn bếp, di truyền từ cái thói quen từ mẹ, từ gia đình chuyển sang con cái, từ con cái lại chuyển sang con cái, xong con cái lại chuyển sang như vậy. Nên là rất nhiều đời chúng ta có thói quen là ăn uống mà không có lành mạnh như thế. Nên là đó là nguyên nhân mà lý do vì sao có rất nhiều gia đình không phải chỉ có một người bệnh đâu. Rất nhiều người trong nhà cũng bị bệnh như vậy. Một số những nhóm bệnh ví dụ nhà bị tiểu đường và huyết áp nhiều khi là cả nhà bị luôn. Hay thậm chí là những cái nhóm bệnh về những cái ung thư của hệ tiêu hóa là nhiều khi là cả nhà bị thôi. Hà Nam đã từng gặp một khách hàng mà cái thói quen ăn uống khiến cho đầu tiên là một mình bạn đến bạn bảo là em đang bị ca ca đại tràng. Sau đó Hải Nam hỏi về cái thói quen ăn uống của bạn ấy, và Hải Nam lập tức bảo là ngay lập tức em về em yêu cầu mẹ em, bố em, anh chị em trong nhà mọi người nên đi khám sức khỏe đại tràng đi, nên đi khám sớm đi. Và sau khi vặn vẹo một hồi thì em mới khai ra là mẹ em ý này, dì em ý này, bà em ý này, sau đó đến em gái em ý đều bị ca đại tràng. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của cái việc cái thói quen ăn uống nó ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình mình như thế nào ạ? Nên là ngày hôm nay là những người phụ nữ trong nhà, chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe của gia đình mình. Bữa tối chúng ta ăn ít đi, bữa sáng ta dậy sớm hơn một chút và hãy chuẩn bị cái bữa ăn cho gia đình mình. Nếu mà bữa sáng cập dập quá thì chúng ta chuẩn bị thức ăn chuẩn tức là chuẩn bị nấu nướng từ tối hôm trước đi, sau đó đến buổi sáng hôm sau chúng ta nấu. Hãy hãy xem bữa ăn là bữa quan trọng nhất trong ngày. Đấy. Và nếu chúng ta không thể nấu ăn được thì chúng ta có thể mua những dòng sản phẩm, ví dụ như một số các bộ sản phẩm mà nó là những cái dạng thức ăn nhanh mà chúng ta có thể chế biến rất là nhanh, thực phẩm bổ sung. Ở một số bạn ở đây chúng ta biết một dòng sản phẩm mà nó có khả năng nó là những cái túi thực phẩm chúng ta có thể mua những cái loại đó trong cái dòng sản phẩm giảm cân hỗ trợ cân nặng của ta, thì chúng ta có thể mua những cái đó để chúng ta thay thế cho bữa ăn hàng ngày của mình, thì nó sẽ giúp ta có đủ dinh dưỡng. Hoặc nếu không chúng ta hãy có thể ăn ăn uống bình thường, ăn uống nhẹ. Nhưng mà bắt buộc nếu chúng ta đã ăn nhẹ thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái thực phẩm bổ sung. Ví dụ Hoài Nam ban ngày kiểu gì, buổi sáng kiểu gì Hoài Nam cũng phải làm hai viên vitamin đấy.
cứ có 2 viên vitamin rồi thì mình mới yên tâm. Sau đó buổi tối mình phải làm thêm 2 viên vitamin nữa. Và khi mình uống như vậy, thế là cả ngày mình tràn đầy năng lượng. Và rất là nhiều người đã học những cái chương trình Hoài Nam là từ 5 giờ sáng luôn. Hoài Nam có những cái ngày Hoài Nam đào tạo từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nhưng mà vì cái tế bào chủ tạo của Hoài Nam từ lâu rồi nó được đầy đủ dinh dưỡng nên lúc nào mình cũng tràn đầy năng lượng. Nên nếu ngày hôm nay mà chúng ta thấy rằng mình chưa có năng lượng, nếu ngày hôm nay mình thấy rằng cơ thể của mình nó vẫn có trong cái tình trạng uể oải đến giữa giữa trưa hoặc đến cuối chiều, đầu giờ chiều hoặc đầu cuối giờ chiều là mình bắt đầu kiệt sức rồi, thì hãy xem ngay lại đấy, bởi vì tế bào ta nó đang bị đói trong một thời gian dài rồi. Đói trong khoảng kép ạ, đói dinh dưỡng ạ, chứ không phải là đói bụng đâu ạ. Đói bụng ạ, nó chỉ đơn giản là cái dạ dày chúng ta cần ăn thôi, nhưng cái đói dinh dưỡng mới là đói quan trọng. Và khi chúng ta duy trì cái thói quen như vậy thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đang đẩy cả gia đình mình vào cái bể vực bị những cái bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là cái tình trạng bệnh ung thư. Nhớ điều đó giúp bài nào, đặc biệt là tình trạng bệnh ung thư. Tiếp theo đó nữa là cái tình trạng là viêm loét dạ dày. Rất nhiều người chúng ta bị một cái tình trạng bệnh đó là bệnh viêm loét dạ dày mà chúng ta không có rõ lý do vì sao. Thì viêm loét dạ dày nó là do cái việc mà khi mà chúng ta đói thì dạ dày chúng ta các cái cơ quan đúng không? Dạ dày nó vẫn phải liên tục co bóp này, và bắt đầu dịch vị ở đại tràng nó vẫn liên tục nó tiết ra, dịch vị đại tràng nó vẫn liên tục tiết ra, nhưng mà nó không có cái gì để nó xử lý thức ăn cả, nó không có thức ăn để nó xử lý, nên là cái dịch vị đó nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái dạ dày chúng ta đấy, và nó dẫn đến cái tình trạng viêm loét. Và để càng lâu ngày thì tình trạng viêm loét càng nặng, và viêm loét dạ dày, viêm loét lâu ngày thì dẫn đến tình trạng gì ạ? Đấy, viêm loét đầu tiên chỉ là viêm loét thôi, sau đó trở thành viêm loét mãn tính, mà mãn tính rồi thì sẽ là một bước chân nữa thôi là nó sẽ sang là ung thư, là ca, đúng không? Nên chúng ta nhớ rằng viêm nhiễm đừng có coi thường nó, bởi vì đấy chính là nguyên nhân đầu tiên, đấy những cái là báo hiệu đầu tiên mà cơ thể đang cảnh báo ta. Và khi mà nó dẫn đến tình trạng mãn tính rồi thì bắt đầu nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là ung thư, đúng không? Sẽ dẫn đến đến. Nên hãy nhớ cái việc mà ăn uống nó quan trọng như thế nào đấy. Và một yếu tố nữa đó là đặc biệt đó, là một cái bệnh đó, mà chúng ta rất nhiều người ta không hiểu tại sao mà lại có sỏi ở trong mật, đúng không ạ? Và nó cũng bắt đầu từ cái thói quen đó, là bỏ bữa sáng. Nếu mà không ăn sáng ấy, thì mật chúng ta sẽ không có thức ăn để mà nó tiêu hóa, và dịch vật đó, nó sẽ phải bị trữ lại ở trong cái túi mật, bởi vì không có thức ăn nên là mật nó, cái dịch mật đó, nó sẽ trữ lại ở trong túi mật. Và khi mà kéo dài như vậy, kéo dài trong thời gian dài ấy, thì cái túi mật đó, nó sẽ bắt đầu bị dự trữ quá nhiều, nó dự trữ quá nhiều cái dịch mật như vậy, nó sẽ dẫn đến là những cái bệnh về cái đường ruột, và đồng thời cái cholesterol, bị cholesterol từ trong mật tiết ra, nó sẽ hình thành các cái viên sỏi mật đó, và chúng ta sẽ bị sỏi mật là vì vậy. Vậy nên là không có lý do gì mà chúng ta lại không ăn sáng, bởi vì đúng không? Hãy ăn đầy đủ ở bữa sáng để chúng ta có được cái sức khỏe tốt nhất, đúng không nào? Và hãy nhớ rằng cái bữa sáng là cái nguồn năng lượng, nó là nguồn năng lượng rất là quan trọng để chúng ta hoạt động hàng ngày. Khi mà chúng ta không ăn uống dinh dưỡng đầy đủ ạ, nó sẽ kéo theo cái việc là não bộ ra nó không có đủ dinh dưỡng đấy, và nó không được ăn sáng thì cơ thể không có đủ nhiên liệu để mà đẩy ra cái năng lượng lên và duy trì cái hoạt động hàng ngày. Và cái não ta, đặc biệt cái não ta nó không có đủ năng lượng ấy, thì khi mà trong một thời gian dài nó liên tục bị suy dinh dưỡng thì chúng ta có thể biết điều gì không ạ? Nó dẫn đến là cái tình trạng đó là sa sút về trí tuệ. Khi mà một thời gian dài chúng ta không có cái não bộ ta nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó dễ dẫn đến tình trạng là sa sút, sa sút trí tuệ. Ví dụ như cái bệnh sa sút trí tuệ chúng ta biết đến đúng không ạ? Ví dụ như là bệnh Alzheimer này, đấy. Hay là cái cứ nhớ nhớ quên quên đó, là do chúng ta bị cái thói quen như vậy trong cái thời gian dài. Và đặc biệt nữa là rất nhiều người chúng ta thấy rằng cái tóc của mình, đấy, chúng ta cứ thấy tình trạng chúng ta bị rụng tóc. Đôi khi nó không phải là rụng tóc chỉ là do mùa đâu, mà đôi khi rụng tóc nó còn do bệnh lý đó. Thì cái việc mà chúng ta cái thói quen mà chúng ta bỏ bữa sáng ấy, nó cũng dẫn đến cái tình trạng rụng tóc nữa. Đấy, bởi vì tóc được cấu tạo từ các cái sừng keratin ạ, và nó được nuôi dưỡng ở trong các cái dưỡng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Đấy, việc cái chúng ta nhịn ăn sáng như vậy, chúng ta nhịn ăn sáng thường xuyên ấy, thì dẫn đến cơ thể là bị thiếu hụt cái dưỡng chất, nên là cái chất keratin ấy, nó cũng không có ở cơ thể, không có đủ cái chất đó thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng là bị tóc và bị rụng tóc. Đấy, đúng không? Chính vậy nên là chúng ta hãy nhớ cái việc mà cái bữa sáng ạ, nó là cái bữa quan trọng nhất trong ngày. Chúng ta muốn khỏe, chúng ta muốn đẹp, chúng ta muốn khỏe, chúng ta muốn đẹp thì đầu tiên á là chúng ta phải duy trì cái thói quen ăn uống lành mạnh. Đấy, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ các nhóm chất. Nếu chúng ta không có thời gian để chúng ta chế biến cái bữa sáng nó cân bằng dinh dưỡng thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thực phẩm bổ sung. Đấy, và cái bữa trưa sẽ là bữa sáng thì hãy nhớ là bữa sáng chúng ta phải ăn như vua, ăn đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất, ăn đầy đủ dinh dưỡng. Sau đó đến bữa trưa thì chúng ta ăn như hoàng tử, và bữa tối là cái bữa mà chúng ta ăn nhẹ thôi. Và lời khuyên của Hải Nam là muốn khỏe thì hãy ăn uống trước
trước 6 giờ tối. Trước 6 giờ tối ăn uống là tốt nhất. Trước 6 giờ tối là cái khung thời gian mà nó ăn uống tốt nhất để các cơ quan khác trong cơ thể chúng ta nó có cái cơ hội, nó có thời gian để mà nghỉ ngơi, đúng không ạ? Đấy. Khi mà nó có cơ hội nghỉ ngơi như vậy ạ thì nó mới đào thải độc tố. Nó mới đào thải độc tố được. Đúng nào? Và khi nó đào thải độc tố như vậy được ạ thì cơ thể chúng ta mới khỏe mạnh. Còn nếu như mà nó không có cơ chế được đào thải độc tố thì nó sẽ không thể nào khỏe được, đúng nào? Và chưa có một cái số cái khung giờ mà chúng ta cần phải nhớ, một bên cạnh một cái thói quen là ăn sáng này đầy đủ này thì chúng ta cần phải duy trì một cái thói quen đó là đi ngủ sớm. Ví dụ Hoài Nam thấy rằng thứ nhất là cái khung giờ của chúng ta như thế này, từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là cái thời gian mà cái mật nó thực hiện cái đào thải độc tố, nên chúng ta cần phải ngủ sâu giấc để cái mật của chúng ta nó đào thải được độc tố ra khỏi cơ thể, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta không ngủ thì mật nó không đào thải độc tố được và những cái cơ quan khác nó không đào thải được độc tố. Nên là chúng ta sẽ bị lão hóa nhanh hơn và cơ thể chúng ta sẽ nhiễm độc và các cơ quan nó không được nghỉ ngơi thì nó sẽ bị rệu rã và nó gọi là tuổi thọ của nó chậm hơn, đúng không? Nó tuổi thọ của nó bị ngắn đi. Vậy thì 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là cái khung giờ mà mật của chúng ta nó đào thải cái độc tố nên chúng ta sẽ cần phải ngủ say. Tiếp theo đó nữa là lúc từ 0 giờ sáng đến 4 giờ sáng là cái lúc mà tủy sống của chúng ta nó tạo máu. Đấy. Rất nhiều người chúng ta đi làm đêm. Những người đi làm đêm ấy, chúng ta lâu ngày ấy, chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là cơ thể nó bị thiếu máu do là tủy xương nó không được ngủ nên nó không thể nào mà tạo máu cho cơ thể được. Nên là chúng ta lưu ý mà lý do vì sao những người mà thức đêm nhiều họ lão hóa nhanh như vậy là bởi vì các cơ quan trong cơ thể của họ nó không được nghỉ ngơi, nó không được đào thải độc tố ra bên ngoài và đặc biệt là tủy sống là nơi tạo máu, là nơi tạo ra tế bào gốc, nó không được nghỉ ngơi thì nó không thể là tạo máu, nó không thể phóng sinh ra tế bào gốc để làm cơ thể khỏe được, nhớ điều đó. Và tiếp theo đó nữa là khung giờ sáng từ 5 giờ đến 7 giờ là cái lúc mà ruột già của chúng ta nó đào thải độc, nó bài độc, nó đào thải độc tố ra bên ngoài. Vậy thì chúng ta nên hỗ trợ nó bằng cái việc là chúng ta hãy đi vệ sinh vào từ lúc 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Đây là khung giờ đẹp nhất để chúng ta đi vệ sinh. Và sau khi một đêm rồi thì cơ thể chúng ta đã hấp thụ hết thức ăn rồi. Toàn bộ cái thức ăn của ngày hôm trước là đến sáng ngày hôm sau chúng ta đẩy hết ra ngoài đi. Như vậy thì trong cơ thể chúng ta nó sẽ sạch và nó không bị ủ thối nữa. Nhưng mà nếu chúng ta để qua khung giờ đó, chúng ta tiếp tục để lâu trong cơ thể bao nhiêu thì nó bắt đầu hấp thụ ngược độc tố bởi vì nó không còn cái gì nữa, nó chỉ là cặn bã thôi. Và cặn bã mà cứ để trong cơ thể nó sẽ bắt đầu gây các ổ viêm nhiễm và nó bắt đầu hấp ngược độc tố lại. Nên là chúng ta sẽ cần phải rèn luyện cái thói quen là đi vệ sinh và lúc đi vệ sinh nặng vào lúc là 7 giờ sáng, 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Đấy là một thói quen rất là lành mạnh. Mà nếu với trẻ con ấy, chúng ta hãy rèn luyện cho con từ lúc bé đi. Phải rèn luyện từ lúc bé và giả sử trong giai đoạn đầu thì chúng ta chưa có làm được cái thói quen đó thì lúc đó cái đầu tiên chúng ta cần phải đi học đó là chúng ta học cái thói quen là co bóp hormone của mình để cho nó khi nó co bóp như vậy nó tạo ra cái nhu động thì nó sẽ lâu ngày một vài lần thì bắt đầu nó có thói quen là nó đi vệ sinh, chúng ta có thể đi vệ sinh được vào buổi sáng. Và đồng thời khi chúng ta ngủ dậy, khi ngủ dậy ngay lập tức chúng ta hãy uống một cốc nước, hãy uống một cốc nước ấm khoảng 500 ml thì nó hỗ trợ, nó làm sạch, nó lọc sạch cái hệ tiêu hóa của chúng ta và đồng thời thì trong cái phân của ta nó có nước vào thì nó cũng dễ dàng, nó mềm hơn, nó dễ đi hơn, nhớ cái điều đó. Tiếp theo đó nữa là cái khung giờ từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng là cái khung giờ mà ruột non bắt đầu hấp thụ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn sáng với khung giờ này và khung giờ này là khung giờ đẹp nhất để chúng ta ăn sáng và duy trì cái sức khỏe của gia đình mình. Và khi chúng ta liên tục có thói quen ăn sáng với khung giờ này nó sẽ giúp cho cơ thể của ta nó hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng và cái tế bào nó khỏe mạnh. Và chúng ta thấy nguyên một loạt những cái giá trị, một loạt những cái nguy cơ về cái việc mà chúng ta không ăn uống đầy đủ ở bữa sáng nó dẫn đến những cái tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của chúng ta. Nên chúng ta hãy duy trì cái thói quen là ăn uống và cái khung giờ ngon lành nhất, khung giờ đẹp nhất là ăn uống từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Và chúng ta có thể ăn sớm hơn một chút, có thể là 6 rưỡi cũng ăn được. Đúng không? Thì đến 7 giờ bắt đầu là trong cơ thể thường cái cơ thể của ta cái nó báo cái tín hiệu no là khoảng mất 3 phút thì nó báo cái tín hiệu lên não là no. Thì ví dụ mình ăn lúc 6 rưỡi thì đến 7 giờ là bắt đầu ruột non nó làm việc, bắt đầu hấp thụ thức ăn là ok được. Hãy nhớ điều đó. Và tiếp theo đó nữa thì có một khung giờ nữa đó là từ 21 giờ đến 23 giờ là cái thời gian mà cái hệ miễn dịch của ta nó đào thải độc tố nên chúng ta cần phải giữ cơ thể ở trạng thái thư giãn và nghỉ ngơi. Thư giãn và nghỉ ngơi, tức là chúng ta không có làm việc trong khung giờ đó, chúng ta hãy nghỉ ngơi sớm. Và sau đó thì một khung giờ tiếp theo đó là khung giờ từ 21 giờ đến 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng là cái lúc mà gan nó bài thải độc tố và lúc này là lúc chúng ta nên ngủ say. Vậy thì thay vì việc chúng ta thức khuya, thay vì chúng ta thức đến 1 2 giờ sáng, đấy, thì chúng ta hãy ngủ lúc 9 giờ tối và sau đó là 4 giờ sáng chúng ta có thể dậy được rồi. Đấy, ngủ 9 giờ tối mà 4 giờ sáng chúng ta có thể dậy được. Và lúc đấy thì các cơ quan chúng ta nó đã hoàn thành trong nhiệm vụ của mình rồi.
Và chúng ta có thể dậy sớm để chúng ta hấp thụ năng lượng, và dậy sớm để chúng ta nạp vitamin cho não, dậy sớm để chúng ta tập thể dục, đúng không? Và cái khung giờ có hai cái khung giờ mà giúp cho não bộ chúng ta nó tỉnh táo nhất, nó có khả năng hấp thụ kiến thức một cách tối đa nhất. Mà kiến thức chúng ta khi chúng ta đưa vào, nó ngay lập tức nó sẽ đi thẳng vào trong cái vô thức của chúng ta. Nên là đôi khi chúng ta chỉ cần nghe thôi ạ, thì chúng ta chỉ cần nghe thôi mà không ghi chép, chúng ta cũng vẫn có thể đưa nó vào trong tiềm thức của mình, chúng ta cũng có thể nhớ bài lâu hơn. Đấy, đó là khung giờ 1 tiếng trước khi chúng ta đi ngủ và 1 tiếng sau khi chúng ta thức dậy. Nên là hãy duy trì cho mình những cái thói quen tích cực như vậy. Và đây là những cái thói quen mà giúp chúng ta có được cái sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả. Khi mà chúng ta rèn luyện một cái thói quen sinh hoạt lành mạnh, đấy, ngủ sớm và dậy sớm, ngủ sớm và dậy sớm, thì các cơ quan cơ thể của ta nó được nghỉ ngơi. Và khi nó được nghỉ ngơi thì ai là người có lợi đầu tiên ạ? Có phải là chính chúng ta không ạ? Chính cái tòa lâu đài này của ta nó có lợi đầu tiên, đúng không ạ? Và Hoài Nam đã duy trì cái thói quen như vậy. Thì có khoảng mất một khoảng 2 tháng gần đây ạ, thì Hoài Nam đang chạy đường đua nên Hoài Nam bắt đầu làm bị lệch giờ đi một chút. Nhưng mà trước thì hầu như Hoài Nam duy trì cái thói quen là 9 giờ tối là tự dưng nó tắt điện. 9 giờ tối là toàn bộ cơ thể các cơ quan nó tắt điện này. Hoài Nam duy trì nó được mấy năm điện liên tục như vậy, đặc biệt là từ năm 2018. Hoài Nam phát hiện ra cái điều đó thì Hoài Nam bắt đầu là duy trì cái thói quen là ngủ sớm. Và quả thực là nhờ cái thói quen được mình đi duy trì ngủ sớm này, sau đó đến 4 giờ sáng mình dậy, 4 giờ sáng dậy sau đó ăn uống lành mạnh, ăn uống đủ chất, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể, thì tự dưng bắt đầu cái tốc độ lão hóa ngược và mình càng lúc càng trẻ già. Đấy, một số các cô bác anh chị đã được xem cái hình ảnh của Hoài Nam là năm 2017, tháng 1 năm 2017, và đến bây giờ là hình ảnh của tháng 5 năm 2021 ạ, thì nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, càng lúc mình càng trẻ già, càng lúc da mình càng đẹp hơn. Đó là việc chúng ta thay cái đổi thói quen dinh dưỡng của mình. Nên là nếu như ngày hôm nay chúng ta muốn mình vừa khỏe, muốn mình vừa đẹp và muốn cả gia đình mình phải khỏe, đều khỏe ạ, thì chúng ta sẽ cần phải đầu tiên ạ là cái thay đổi cái thói quen ăn uống cái bữa sáng của mình. Khi mà chúng ta có một cái bữa sáng lành mạnh, một bữa sáng đầy đủ vitamin và khoáng chất ấy, thì cả gia đình chúng ta khỏe, cơ thể chúng ta khỏe, cả gia đình chúng ta khỏe. Mà gia đình chúng ta khỏe thì đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít của mình nó cũng khỏe, đúng không nào? Và hãy duy trì cái điều đó. Và cái phần chia sẻ của Hải Nam đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin là cảm ơn các cô bác anh chị và Hải Nam hy vọng rằng sau cái buổi chia sẻ này chúng ta nó là một cái hồi chuông cảnh báo chúng ta để chúng ta bắt đầu duy trì cái thói quen là ăn bữa sáng. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ bữa sáng. Tất cả những người mà chúng ta có thói quen bỏ bữa sáng ấy, thì chúng ta sẽ rất nhanh thôi, cái não bộ chúng ta là nơi hứng chịu đầu tiên, thì chúng ta sẽ thấy rằng bắt đầu chúng ta bị sa sút trí tuệ và bắt đầu chúng ta cái tình trạng nhớ nhớ quên quên nó sẽ diễn ra càng lúc càng nhiều hơn. Nên nếu mình muốn có một cái trí tuệ minh mẫn ạ, thì chúng ta phải có một cái cơ thể khỏe mạnh, và trí tuệ minh mẫn nó mới giúp chúng ta có thể làm ra nhiều tài sản hơn, nó có giúp chúng ta có thể hiệu suất làm việc cao hơn. Nên hãy giúp cho cơ thể của mình nó đầy đủ dinh dưỡng và hãy khỏe mạnh mỗi ngày. Và bây giờ là cái thời điểm hơn bao giờ hết chúng ta cần phải ý thức với cái việc mà phải chăm sóc sức khỏe chủ động. Khi mà chúng ta khỏe rồi, chúng ta mới không phải lo đến những tình trạng dịch bệnh nó đang đe dọa nghiêm trọng như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và hãy nhớ ăn uống đầy đủ, ăn sáng đầy đủ, hãy nhớ nạp đầy đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.